Tại hội nghị, đại biểu đã được thông tin chuyên đề tình hình kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2022, thảo luận, phân tích những hạn chế trong công tác tuyên truyền miệng và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng năm 2023, nhất là trong bối cảnh dự báo tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Tập trung công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, giải quyết tốt kiến nghị của các địa phương, đơn vị, tuyên truyền về dự báo công tác đối ngoại, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2023, tăng cường tuyên truyền các quy định của chính phủ về việc đón Tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm, nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đặc biệt cần kịp thời động viên, quan tâm và có chính sách hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên năm 2022 và thông qua nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Năm 2022, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp tuyên truyền và đã đạt được kết quả tích cực, góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước. Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tận dụng tối đa những tiến bộ khoa học kỹ thuật, lợi thế của công nghệ để đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ tuyên truyền với nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng tư tưởng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch